Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Người lao lý bao người rơi nước mắt, kẻ vui cười nhận lại rẻ khinh. Xin hãy hỏi lại trái tim mình, đâu công lý cho người dũng cảm? Vạch trần ra bao kẻ tham lam, nào ăn chặn khuất tất từ thiện, nào lăng băm, nào báo bẩn hại người. Tiếng cô gào suốt một năm trời, ai thấu hiểu bao người đánh phá. Công lý ơi, có công bằng chưa hả? Trả lời dân cho thấu lý đạt tình. Sao nỡ lòng bên trọng bên khinh, người tố giác hóa ra người tội phạm. Hỏi dân đen nào ai còn dám, vạch trần ra bao mảng tối cuộc đời. Lợi ích nhóm rồi ô rủ bưng bít, một mình cô sao đấu lại sói lang. Thương cho cô một cuộc sống bà hoàng, sao phải khổ để rồi vướng phải. Pháp luật dân cũng cần xét lại, công tội xử phân theo lẽ phải, không làn danh không vùng cấm nào. Dân chúng tôi bé cổ ngóng lên cao, niềm tin tưởng sau mưa trời sẽ sáng. Xin gửi gắm một niềm tin nơi đảng, hiểu lòng dân và bảo vệ dân. Mến chào quý vị khán giả, lời đầu tiên cho ban biên tập chương trình kênh Bản tin 247 gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khán giả gần xa đã luôn yêu thương, ủng hộ theo dõi kênh. Chúng tôi mong rằng sẽ được quý vị chung tay góp sức lan tỏa những thông điệp ý nghĩa thiết thực mà kênh truyền tải tới nhiều người hơn nữa bằng cách thức rất đơn giản là like, nhấn nút chia sẻ và đăng ký theo dõi. Một lần nữa, xin gửi lời tri ân đến quý khán giả mến yêu. Vụ Nguyễn Phương Hằng, công an thụ lý đơn tố cáo tiến sĩ Đặng Anh Quân và các YouTuber. Thưa quý vị, nguồn thông tin cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh 38 tuổi, ngụ quận 12, tố cáo Bùi Thanh Quỳnh Như 30 tuổi, ngụ quận Tân Bình là chủ tài khoản kênh YouTube Lang Thang Đường Phố đã có hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để vu khống xúc phạm danh dự cá nhân bà. Theo ca sĩ Vy Oanh, trong thời gian bà Nguyễn Phương Hằng gây ồn ào trên mạng xã hội thì có nhiều kênh, trang trên các nền tảng mạng xã hội đã ăn theo, tham gia cổ vũ, kích động. Riêng ca sĩ Vy Oanh cũng bị xúc phạm, vu khống rất nhiều. Trong đó có trường hợp Bùi Thanh Quỳnh Như là chủ tài khoản kênh YouTube Lang Thang Đường Phố, hiện có 378 người lượt đăng ký. Theo Vy Oanh, kênh Lang Thang Đường Phố đã đăng rất nhiều video đặt tiêu đề nói xấu, nội dung bôi nhọ xúc phạm danh dự của bà. Trong các video do kênh này phát, có người phụ nữ tên Quỳnh Như cùng hai người đàn ông liên tục lan truyền những thông tin không đúng sự thật, đồng thời phát ngôn xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của Vy Oanh. Trong đơn tố cáo, Vy Oanh đã liệt kê ra 19 clip trên kênh Lang Thang Đường Phố có nội dung vu khống xúc phạm bà. Ngoài ra có những comment của người xem trong các clip đó, cho rằng Quỳnh Như, chủ tài khoản YouTube Lang Thang Đường Phố, cùng hai người đàn ông xuất hiện trên kênh đã có hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lan truyền thông tin không đúng sự thật, vu khống, làm nhục, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình. Nên ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn tố cáo lên Công an TP.HCM đề nghị xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, ca sĩ Vy Oanh cũng đã nộp đơn tố cáo Hoa hậu Thu Hoài, tức Nguyễn Thị Thu Hoài 46 tuổi, ngụ quận 1, vì cho rằng bà này đã lên mạng xã hội livestream nói xấu, bôi nhọ hình ảnh xúc phạm danh dự của Vy Oanh. Cụ thể, Vy Oanh cho rằng Hoa hậu Thu Hoài vu khống cho rằng nữ ca sĩ tự đến thẩm mỹ viện của Thu Hoài để xin quảng cáo, hét giá cát xê, vòi đòi tiền đi hát, ném chất bẩn, mắm tôm vào cửa hàng trà sữa của Hoa hậu Phạm Hương, thuê người giải muối hột vào hồ cá koi của bà Thu Hoài để cá chết. Từ những thông tin chia sẻ của Hoa hậu Thu Hoài mà có những người trên mạng công kích, bêu xấu, đặt điều vu khống đối với Vy Oanh. Ngoài ra, phía ca sĩ Vy Oanh cũng xác nhận nữ ca sĩ có gửi đơn tố cáo tới một số người khác liên quan đến các hoạt động livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó có tiến sĩ Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim là khách mời của bà Hằng trong nhiều buổi livestream trên mạng xã hội. Vy Oanh cho rằng những người này cùng bà Hằng đã livestream có những phát ngôn, lời lẽ xúc phạm bà. Trong đó, bà Hằng là người chửi bới nặng nề, có những vị khách mời tung hứng, mòi móc, chế giễu đối với Vy Oanh. Như đã thông tin, từ đơn tố cáo của Vy Oanh, hôm ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra, đã mời làm việc với một số người đã tiếp tay có dấu hiệu đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng, gồm các trợ lý được bà Hằng giao quản lý 12 kênh, trang mạng xã hội, những người tư vấn, soạn thảo kịch bản để bà Hằng nói trong buổi livestream.
các khách mời tham gia các buổi live stream, các YouTuber ăn theo. Vi Oanh tuyên bố đanh thép về việc bà Hằng bị giam giữ, hé lộ danh tính một số người phải chịu tội. Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, đã bị rất nhiều nghệ sĩ nộp đơn tố cáo lên cơ quan điều tra khi cho rằng bà đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của họ. Một trong số những người tố cáo nữ đại gia là nữ ca sĩ Vi Oanh. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với kênh 14, Vi Oanh không giấu được niềm vui vì có gia đình, fan hâm mộ luôn đồng hành bên cạnh và bày tỏ mong muốn sự việc sẽ sớm được giải quyết. Bản thân cô cũng được minh oan. Khi được hỏi về việc không ít khán giả tấn công sau khi bà Hằng bị bắt, giọng ca đồng xanh gay gắt. Bà ta bị bắt nhưng fan ở ngoài có lẽ vẫn còn và chắc chắn những người này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Hiện tại, trang cá nhân của tôi bị những nick ảo để lại bình luận tấn công. Họ đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen một cách bài bản, có hệ thống. Nhưng tôi tin mọi việc sẽ sớm sáng tỏ và chắc chắn không ai có thể thoát trong câu chuyện này nếu mượn danh công lý để vi phạm, bôi nhọ vu khống xem thường pháp luật. Không chỉ lên án fan của CEO Đại Nam tấn công mình, Vi Oanh còn nhấn mạnh pháp luật và luật nhân quả đã và đang trừng trị bà ấy. Là một công dân, một người mẹ, người vợ, tôi đã làm hết những việc mình cần làm. Vi Oanh chia sẻ cụ thể hơn về quá trình đấu tố bà chủ Đại Nam. Trong hồ sơ của tôi tố cáo bao gồm tội 331, 155 và 156, luật sư của tôi vẫn bổ túc hồ sơ thường xuyên, đầy đủ với những buổi vu khống của bà ấy. Tôi khởi kiện dân sự đối với hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm và vu khống, song song đó tố giác tội phạm về 3 tội làm nhục, vu khống và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Bà Hằng bị bắt để điều tra, trong đó có cả vụ việc làm nhục, vu khống tôi mà cơ quan điều tra đã trả lời tôi rằng chị hãy vững tin, pháp luật luôn đứng về lẽ phải. Hiện tôi cũng như các nạn nhân khác đã đi đến giai đoạn gần kết, chỉ đợi những bước cuối cùng cả về phía tố cáo lên công an và kiện dân sự bên tòa án. Theo nữ ca sĩ, không chỉ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, giọng ca đồng xanh còn có sự hỗ trợ nhiệt tình của luật sư. Cô cho biết, vị luật sư này luôn sát cánh cùng mình, nhiệt tình, hết mình và nghiêm túc trong công việc, vì chính người này cũng bức xúc cho vấn đề của Vi Oanh nói riêng cũng như của nhiều người khác nói chung. Sau tất cả, bà mẹ ba con cho rằng việc bà Hằng bị bắt mấy ngày trước là điều vốn dĩ phải xảy ra vì tội chồng tội không thể thoát được. Vi Oanh trải lòng, tôi cảm nhận đa phần mọi người đều rất vui vì niềm tin công lý đã được thực thi. Pháp luật luôn đứng về công bằng lẽ phải để mọi người được sống trong một xã hội văn minh, đầy yêu thương thay vì cứ vu khống, rủa xả, hạ nhục lẫn nhau với những năng lượng vô cùng tiêu cực. Bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn khi mỗi ngày không phải nghe tiếng rủa xả của bà Hằng ở khắp mọi nơi trên mạng xã hội. Mà dù không muốn xem, vẫn bị thấy những hình ảnh tiêu cực đó. Thủy Tiên có phản ứng đầu tiên sau khi bà Phương Hằng bị tạm giam liên quan đến chi tiết trong chuyến đi từ thiện. Thưa quý vị, từ giữa năm 2021, ồn ào về việc sao kê kêu gọi tiền từ thiện miền Trung của các sao Việt đình đám gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, những cái tên như Vi Oanh, MC Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Thủy Tiên liên tục bị réo gọi. Vào tối ngày 27 tháng 3, 3 ngày sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam, Thủy Tiên đã có bài đăng mới trên mạng xã hội. Dù không nhắc đến chuyện đã qua, nhưng rất nhiều người đã gửi lời động viên an ủi Thủy Tiên vì những sóng gió vừa qua. Đáng chú ý, một tài khoản mạng xã hội đã viết, mình rất cảm phục Thủy Tiên đã cống hiến cho đất nước, mưa gió bão lũ vẫn không ngại nguy hiểm xông pha ra miền Trung giúp đỡ người dân. Vậy mà còn mang tiếng xấu nữa, hãy vui vẻ lạc quan và tiếp tục hành trình của mình Thủy Tiên nhé. Ngoài ra, một cư dân mạng khác cũng nhắc về chuyện bát mì tôm từng gây tranh cãi của Thủy Tiên. Thời điểm đó, nhiều anti-fan đã cho rằng Thủy Tiên ăn mì tôm để diễn, tạo chiêu trò. Trước những bình luận của netizen, Thủy Tiên chỉ để lại lời cảm ơn chứ không bàn tán thêm. Sau gần một năm điều tra, chiều ngày 24 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tại Bình Dương, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự. Thực hư thông tin tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Thưa quý vị, trong các ngày 27 tháng 3 và ngày 28 tháng 3, nhiều thông tin lan truyền trên mạng cho rằng cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Quyết là 1 tháng, tính từ ngày 26 tháng 3. Cơ quan chức năng đã mời ông Quyết lên để làm rõ một số nội dung. Tuy nhiên, chiều ngày 28 tháng 3, trao đổi với phóng viên Dân Trí, một lãnh đạo văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết thông tin trên chưa chính xác. Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện cơ quan điều tra mới đang ở bước xác minh, nắm tình hình xem đúng hay không đúng về các thông tin liên quan đến tập đoàn FLC.
ngày 18 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết có địa chỉ B30BT6, khu đô thị Mỹ Đình 2, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ông Trịnh Văn Quyết bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng. Căn cứ quy định tại khoản 3 điều 5, điểm H khoản 5 điều 33 Nghị định số 156 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định số 156 năm 2020 được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 4 điều 1, khoản 27 điều 1 Nghị định số 128 năm 2021 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156 năm 2020, Nghị định số 128 năm 2021. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch Tập đoàn FLC bị phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, thực hiện bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10 tháng 1. Bên cạnh đó, ông Trịnh Văn Quyết còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng, quy định tại điểm B khoản 7 điều 33 Nghị định số 156 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 điều 1 Nghị định số 128 năm 2021. Thông tin từ cơ quan quản lý cho biết thêm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 1. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã và quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết nhằm ngăn chặn các hành vi tiếp theo không đúng quy định sau khi SOSE có báo cáo về sự việc. Chiều ngày 11 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo SOSE thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10 tháng 1 của ông Trịnh Văn Quyết và hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư. Việc hủy bỏ giao dịch căn cứ quy định tại khoản 1 điều 33 thông tư số 96 năm 2020 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Liên quan tới thông tin cho rằng Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh, Dân Trí sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật những thông tin chính thức từ phía cơ quan có thẩm quyền.